Cô chào các học sinh lớp 2. Cô trò mình lại được gặp nhau. Cô tên Phạm Thị Diệu Trinh, giáo viên trường tiểu học C, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em môn toán bộ sách Chân trời sáng tạo ở tuần 8, bài 14, 15, 16, 17, 18, trừ đi một số. Tiết 2. Để học tốt tiết toán này, các em cần chuẩn bị các đồ dùng học tập như sau: sách giáo khoa toán lớp 2 tập 1, vở ô ly, bút mực, bút chì, bản con, bút lông hoặc là phấn. Đầu tiên, chúng ta đi vào bước khởi động. Đúng, ghi đờ. Sai, ghi sờ. Các em lấy bản con và làm như sau. Ở mỗi câu, các em suy nghĩ xem nên viết chữ đờ hay chữ sờ nhé. Câu thứ nhất, câu 1. 17 trừ đi một số, ta trừ 7 rồi trừ 10. Các em làm bài đi nào. Sờ. Đáp án của cô có giống đáp án của các em không? Đến câu 2. 14 trừ đi một số, ta trừ 4 để được 10, rồi trừ số còn lại. Nào, các em hãy làm bài nhé. Đờ. Cô khen các em làm bài đúng. Thêm câu nữa. Câu 3. 14, 15, 16. Trừ đi một số, ta trừ 6 để được 10, rồi trừ số còn lại. Hãy viết kết quả đi các em. Sờ. Cô có lời khen các em làm bài đúng. Câu cuối cùng, câu 4. Thực hiện phép trừ qua 10 trong phạm vi 20. Ta trừ để được 10, rồi trừ số còn lại. Tìm kết quả nhanh lên nào các em. Đờ. Kết quả của các em có giống kết quả của cô không? Cô tuyên dương các em làm bài đúng. Chúng ta qua bước luyện tập. Bài 14, 15, 16, 17, 18, trừ đi một số, tiết 2. Ở bài này, các em sẽ hoàn thành với 4 bài tập. Đầu tiên, chúng ta làm bài 1. Tính. Ở bài tập này có 4 phép tính. Mỗi phép tính có 3 số và 2 dấu trừ. Để làm được các phép tính này, các em lưu ý như sau. Trừ từ trái sang phải để được 10, rồi trừ số còn lại. Cô sẽ làm mẫu bài A. Các em chú ý quan sát nhé. 15 trừ 5 trừ 2. Ta lấy 15 trừ 5 bằng 10 rồi trừ 2. Sau đó, 10 trừ 2 bằng 8. Cô đã làm xong bài A, đến lượt các em làm bài. Các em hãy bấm dừng video để viết 3 bài còn lại vào vở và làm lần lượt từng bước như cô đã hướng dẫn. Khi làm xong, hãy bấm video để học tiếp nhé. Các em kiểm tra kết quả với cô nào. Bài B. 17 trừ 7 trừ 1. Trước tiên, 17 trừ 7 bằng 10 rồi trừ 1. 10 trừ 1 bằng 9. Bài C. 14 trừ 4 trừ 5. Đầu tiên, 14 trừ 4 bằng 10 rồi trừ 5. Sau đó, 10 trừ 5 bằng 5. Bài D. 16 trừ 6 trừ 2. 16 trừ 6 bằng 10 rồi trừ 2. 10 trừ 2 bằng 8. Kết quả của các em có giống kết quả của cô không? Cô tuyên dương các em làm bài đúng nhé. Qua bài tập vừa làm, cô có câu lưu ý như sau. Trừ để được 10 rồi trừ số còn lại.
Các em lặp lại nào. Trừ để được 10, rồi trừ số còn lại. Sang bài tập tiếp nhé. Bài 2, tính nhẩm. Ở đây có 6 phép tính. 14 trừ 5, 15 trừ 8, 17 trừ 9, 16 trừ 7, 14 trừ 8, 18 trừ 9. Để nhẩm đúng kết quả của 6 phép tính, các em hãy cho cô biết. Muốn trừ đi một số, ta làm thế nào? Bạn nào có câu trả lời đây? Trừ để được 10, rồi trừ số còn lại. Cô có lời khen các em có câu trả lời đúng. Chúng ta trở lại để làm bài tập 2 này nhé. Các em hãy nhẩm để tìm hết kết quả của 6 phép tính, rồi viết các kết quả vào vở để không nhầm lẫn. Các em hãy bấm dừng video để làm bài. Khi nào làm xong, hãy bấm video để học tiếp nhé. Nào, các em hãy so sánh kết quả của các em có giống kết quả của cô không nhé? 14 trừ 5 bằng 9. 15 trừ 8 bằng 7. 17 trừ 9 bằng 8. 16 trừ 7 bằng 9. 14 trừ 8 bằng 6. 18 trừ 9 bằng 9. Cô tuyên dương các em làm bài chính xác. Qua bài tính nhẩm này, cô có câu lưu ý như sau. Trừ để được 10, rồi trừ số còn lại. Các em đọc lại nào. Trừ để được 10, rồi trừ số còn lại. Bài tiếp nhé. Bài 3. Mỗi con vật che số nào? Bài mẫu. Ở đây có hình tròn. Trên hình tròn có 3 số. 15, 14, 17. Phía trong hình tròn cũng có 3 số. 6, 8, 9. Các em lưu ý xem mối liên hệ giữa các số như thế nào nhé. Các em nhìn 3 số. 15, 6, 9. Với 3 số này, cô có các phép tính như sau. 6 cộng 9 bằng 15. 9 cộng 6 bằng 15. 15 trừ 6 bằng 9. 15 trừ 9 bằng 6. Tiếp theo với 3 số này. 6, 14, 8. Với 3 số này, cô có các phép tính sau. 6 cộng 8 bằng 14. 8 cộng 6 bằng 14. 14 trừ 6 bằng 8. 14 trừ 8 bằng 6. Tiếp nữa, các em theo dõi mối liên hệ giữa 3 số 9, 8, 17. 9 cộng 8 bằng 17. 8 cộng 9 bằng 17. 17 trừ 9 bằng 8. 17 trừ 8 bằng 9. Bây giờ đến lượt các em làm bài nhé. Ở đây có hình tròn tương tự bài mẫu cô vừa hướng dẫn. Trên hình tròn cũng có 3 số 11, 13, 18. Trong hình tròn có một số 8 và hai chỗ bị con vật che số. Nhiệm vụ của các em hãy dùng mối liên hệ giữa phép cộng và phép trừ để tìm ra số phù hợp ở vị trí hai con vật đã che. Nào, các em hãy làm bài nhé. Các em so sánh kết quả với cô nào. Con vật màu đỏ này đã che số nào đây? Ta lấy 11 trừ 8 bằng 3. À, con vật màu đỏ này đã che số 3. Kiểm tra lại bằng phép tính khác nhé. Ta lấy 8 cộng 3 bằng 11. Vậy kết quả số 3 là kết quả đúng ở vị trí này. Con vật màu xanh này đã che số nào đây? Ta lấy 13 trừ 3 bằng 10. À,
Con vật màu xanh này đã che số 10. Kiểm tra phép tính khác xem có đúng không nhé. 18 trừ 8 bằng 10. Cũng có kết quả là 10. Chúng ta có hai cách để tìm số mà con vật màu xanh đã che. Vậy, số 10 là kết quả đúng ở vị trí này. Cô có lời khen các bạn đã tìm hai số đúng trên hình tròn này nhé. Cô còn một hình tròn nữa. Trên hình tròn có 3 số: 12, 14, 16. Trong hình tròn có một số 9 và vị trí đã bị hai con bọ rùa màu đỏ và màu xanh che. Vậy, các em hãy dùng mối liên hệ giữa phép cộng và phép trừ giữa các số để tìm xem hai con bọ rùa đã che số nào nhé. Bây giờ, các em hãy làm bài đi nào. Kiểm tra kết quả nhé các em. Con bọ rùa màu đỏ này đã che số nào đây? À, đó là số 5. Sao được số 5 đây? Ta lấy 14 trừ 9 bằng 5. Kiểm tra bằng phép tính khác xem có đúng không nhé. 5 cộng 9 bằng 14. Vậy, vị trí này số 5 là đúng rồi nhé. Còn con bọ rùa màu xanh này đã che số nào đây? À, đó là số 7. Ta thử các phép tính xem nào. 16 trừ 9 bằng 7. 7 cộng 9 bằng 16. Chúng ta kiểm tra thử ở vị trí 12, 5 và 7 nhé. 5 cộng 7 bằng 12. 12 trừ 5 bằng 7. Vậy, vị trí hai con bọ rùa đã che là số 5 và số 7 là đúng rồi nhé. Cô tuyên dương các em tìm đúng các số mà con vật đã che nào. Chúng ta sang bài tiếp theo. Bài 4. Tính để biết mỗi bạn rùa sẽ lên toa tàu nào. Đây là đoàn tàu có 4 toa. Mỗi toa có các số như sau: 1, 2, 3, 4. Ứng với các toa tàu là 4 chú rùa rất đáng yêu. Các em hãy tìm kết quả phép tính của mỗi chú rùa để xem chú rùa nào lên đúng toa tàu của mình. Các em lưu ý, mỗi chú rùa chỉ lên một toa tàu. Các em hãy bấm dừng video để tìm kết quả các phép tính của bốn chú rùa nhé. Khi nào tìm xong kết quả, các em hãy bấm video để học tiếp nhé. Các em kiểm tra kết quả xem các chú rùa đã lên đúng toa tàu của mình chưa nhé. Chú rùa A có kết quả là mấy và sẽ lên toa tàu nào đây các em? À, 11 trừ 8 bằng 3. Chú rùa A sẽ được lên toa tàu số 3. Còn chú rùa B, 11 trừ 10 bằng 1. Vậy, chú rùa B đã chạy lên toa tàu số 1 rồi kìa. Còn chú rùa C có kết quả là bao nhiêu đây các em? 11 trừ 7 bằng 4. Chú rùa C đã chạy lên toa tàu số 4 rồi nhé. Chú rùa sau cùng là chú rùa D, có phải chạy lên toa tàu số 2 không các em? 11 trừ 9 bằng 2. À, đúng rồi các em. Các chú rùa đã chạy lên đúng vị trí toa tàu của mình rồi kìa. Kết quả của các em có giống kết quả của cô không nào? Cô có lời khen các em tìm đúng vị trí các toa tàu của các chú rùa. Sang phần trò chơi. Trò chơi có tên Ai nhanh, ai đúng. Ở trò chơi này có 6 phép tính. Các em hãy tính nhanh và chính xác kết quả lần lượt các phép tính để xem chú ong dễ thương này sẽ mang số mấy về đây. Phép tính thử đầu tiên. 13 trừ 8 bằng mấy đây các em? Nhanh lên nào các bạn ơi. Bằng 5. 13 trừ 8 bằng 5.
Có đúng kết quả của các em không nào? 14 trừ 8 bằng bao nhiêu đây các em? Hãy nhanh lên nhé. Bằng 6. 14 trừ 8 bằng 6. Chú ông đã mang số 6 về với phép tính này. Vậy có giống kết quả của các em không? 18 trừ 9 bằng mấy nữa đây? Hãy tính đi nào các em. Bằng 9. 18 trừ 9 bằng 9. Kết quả của các em có giống kết quả của cô không? 17 trừ 10 bằng số mấy đây? Hãy tính nhanh lên nào các em. Bằng 7. 17 trừ 10 bằng 7. Số 7 là kết quả đúng của phép tính này. Kết quả của các em có giống kết quả của cô không? 14 trừ 7 bằng bao nhiêu đây các em? Hãy làm thật nhanh nhé. Bằng 7. 14 trừ 7 bằng 7. Kết quả của cô và kết quả của các em có giống nhau không nào? Phép tính sau cùng nhé. 12 trừ 8 bằng mấy nào các em? Cố lên nào các bạn ơi. Bằng 4. 12 trừ 8 bằng 4. Chú ông sau cùng đã mang số 4 về với phép tính này. Kết quả của các em có giống kết quả của cô không nào? Cô có lời khen các em đã làm đúng và nhanh 6 phép tính trên. Trước khi kết thúc bài học, cô có đôi lời dặn dò như sau. Các em xem lại bài học hôm nay, xem trước bài bảng trừ. Bài học hôm nay kết thúc. Hẹn gặp lại các em. Cô chào tạm biệt các em. Chúc các em học giỏi và nhiều sức khỏe.